hoài nhi mãn kiếp đã quy tiên, gia quyến cho nên quá não phiền, bởi nợ hết rồi hồn phản bổn, vì duyên đã mãn xác hồi nguyên. Thương con chết liệu mình đừng chết, trước để sau sao phiền, đời khóc tử rồi mình cũng tử, cầu về cực lạc hết chinh nghiêng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông bà cô bác, anh chị em và các bạn, kính thưa quý vị khán thính giả kính mến, kính thưa toàn thể quý vị, bài thơ vừa qua là như mọi người cũng thấy, do một cụ, tức là một bà cụ khá là lớn tuổi, thì đọc lại rất là rành rẽ và cũng như rõ ràng. Bài thơ này là của cậu hai Thanh Sĩ tặng bà Tư khi dịp bà Tư đến thăm cậu hai lúc con trai vừa qua đời. Mới vào nói chuyện, cậu hai Thanh Sĩ đã ứng khẩu liền bài thơ để an ủi người mẹ đau lòng, thương xót con trai vừa mới qua đời do chính bà ba, con bà Tư. Đọc lại để kỷ niệm đó quý vị. Thì những câu này rất là hay và cũng như một vị có thể nói là đắc đạo ở trong cái làng đạo Phật giáo Hòa Hảo, đệ tử của Đức Thầy và cũng như là người đã viết ra những bộ như là Hiển Đạo, rất là hay và cũng như ý nghĩa khuyên mọi người tu hành. Thì kính thưa quý vị, hài nhi mãn kiếp đã quy tiên, gia quyến chớ nên quá não phiền, bởi nợ hết rồi hồn phản bổn, vì duyên đã mãn xác hồi nguyên. Thương con chết liệu mình đừng chết, trước để sau sao phiền, đời khóc tử rồi mình cũng tử, cầu về cực lạc hết nghinh nghiêng. Kính thưa quý vị, cậu hai Thanh Sĩ, ngài là một vị có thể nói là đạo cao đức trọng và một người đã đắc đạo ở trong một cái làng đạo của chúng ta. Và sau khi ngài viết và cũng như khuyên mọi người tu hành là bộ Hiển Đạo với những cái lời vàng tiếng ngọc của ngài, ngài có thể nói như một vị Bồ Tát đó, một người mà đã có công rất lớn trong cái nền đạo. Nói đến đây, con Hoài Thương xin nhắc đôi nét về ngài Thanh Sĩ. Ông Thanh Sĩ tên thật là Trần Duy Nhất, sinh năm Mậu Thìn 1928 tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, quận Tân Châu, tỉnh Sa Đéc, Nam Phần Việt Nam. Thì thân phụ ông Thanh Sĩ là ông Chế Văn Hương và thân mẫu là bà Trần Thị Mười. Do điều bất hạnh xảy ra trong gia đình, ông Thanh Sĩ là phải mang họ mẹ và lớn lên bên cạnh người mẹ của mình cùng với em ruột là Trần Duy Nhì trong một hoàn cảnh nghèo khó. Từ thở nhỏ thì ông Thanh Sĩ, tức là một người có cái tính tình rất là hiền hòa và khiêm cung, lễ độ với mọi người, dáng ông cao gáo, mảnh khảnh, tiếng nói thì trong trẻo, thanh sản. Vì hoàn cảnh khốn khó, ông Thanh Sĩ là phải thôi học lúc chưa hết lớp 3 trường làng. Mặc dù là không có cơ hội tới trường lớp nhiều, nhưng ông có kiến thức vượt hẳn các người cùng thời. Bẩm sinh của ông thì rất là thông minh, có chí tìm hiểu kinh sách và năng trao cái dòi đạo đức của mình. Năm 1942 Nhâm Ngọ, nhân đọc quyển Giác Mê Tâm Kệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông Thanh Sĩ thấy được con đường đạo. Vào ngày rằm tháng 7 năm đó, ông thượng ngôi Tam Bảo và tự làm lễ quy y tại nhà. Lúc đó là ông vừa tròn 15 tuổi. Năm 1943, ông lâm bệnh nặng. Trong lúc mọi người tưởng ông là không qua khỏi thì bỗng nhiên ông mượn bút mực viết bài Khải Tấu Cáo Hoàng Thiên, rồi nhờ người đặt bàn hương án cầu nguyện, đọc và đốt dùm bài này. Sau đó tự nhiên ông khỏi bệnh. Năm 1944 Giáp Thân, ông Thanh Sĩ quyết chí đến diện kiến Đức Huỳnh Giáo Chủ đang ngụ tại Sài Gòn để xin được quy y trực tiếp. Khi ông đến nơi thì từ trên lầu cao, Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫy tay bảo ông hãy về vì ngài đã hiểu ý. Năm 1945 Ất Dậu, sau khi Nhật đầu hàng quân đội đồng minh, mặt trận Việt Minh là bắt đầu hoạt động mạnh.
gây nên là cuộc xung đột đẫm máu với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và tạo ra biến cố Đốc Giang năm ngày 16 tháng 4 năm 1947, khiến Đức Huỳnh giáo chủ là phải đột ngột ra đi, không sống được trong vùng Việt Minh. Gia đình ông Thanh Sĩ phải xuống thuyền di cư về Thánh địa Hòa Hảo vào tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi năm 1947. Thì trong cái khoảng thời gian 1945 và 1947 thì ông Thanh Sĩ đã sáng tác nhiều thi thơ có nội dung xiển dương đạo pháp, nhưng vì khói lửa chiến tranh nên bị thất lạc hết. Và năm 1948 Mậu Tý, em ông là Trần Duy Nhì bị bệnh chết ngày 16 tháng 4 âm lịch năm đó, lần đầu tiên ông đăng đàn thuyết pháp ứng khẩu mở màn cho thời kỳ châu thuyết năm 1948 đến năm 1952, qua nhiều tỉnh như là ở Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sa Đéc, Vĩnh Long, Phú Lâm, Sài Gòn, vân vân. Thì tổng cộng trên là 40 địa điểm trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn của đất nước năm 1952, Nhâm Thìn. Sau khi chùa Tây An Cổ Tự ở xã Kiến Long, Tổng Định Hòa, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên được trùng tu xong, thì ông Thanh Sĩ bắt đầu thời kỳ thuyết pháp ứng khẩu định kỳ vào các ngày Sóc Vọng, tức là ngày Rằm 30 mỗi tháng. Thì tại đó là ông lập ra ban Hoằng Pháp chính, do ông được bầu làm giám đốc cùng ba giảng viên Thiện Duyên, Thiện Ngôn, Thiện Hạnh, và thư ký ông là Bùi Xuân Cứ. Ông cũng lập chương trình tổ chức ba khóa huấn luyện đạo đức, mỗi khóa là 4 tháng, để đào tạo các giảng viên. Thì khóa 1 là khai giảng vào ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1954, đào tạo được 22 giảng viên với danh hiệu là khóa Hòa Hảo. Khóa 2 thì khai giảng tiếp sau đó và đã đào tạo được là 30 giảng viên với danh hiệu là khóa Tây An. Và trong khi mà khóa 3 đó là chuẩn bị tiếp tục khai giảng thì tình hình biến động nên ông đã dọi sinh xuất ngoại. Đầu năm 1955, đúng ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Mùi, ông Thanh Sĩ lên Sài Gòn xin phép sang Nhật với lý do du học và nghiên cứu Phật pháp. Trước khi rời Việt Nam thì ông để lại hai câu thơ như sau: Loạn Nam cơ bắc khổ ai bi, mượn cớ đông du đại lệnh kỳ. Kể từ năm 1948, cuối cuộc đời, ông Thanh Sĩ đã để lại một sự nghiệp hoằng dương đạo pháp thật to tát luôn đó quý vị. Lúc còn ở Việt Nam thì mỗi khi đăng đàn thuyết pháp ứng khẩu của ngài là Thanh Sĩ đó là thường kéo dài từ 2 đến 6 tiếng đồng hồ và quy tụ hàng ngàn hàng vạn người đến nghe. Thì sau phần thuyết giảng bằng tán văn, ông tiếp tục là giảng bằng là vận văn, là một cách gọi là siêu thoát chát tuyệt. Một số thi đó là cái bài của ông là do anh em đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo sưu tập hoặc là tốc ký ghi được, là gồm là trên 30 tác phẩm, thì trong đó là in thành sách và cũng như chia ra thành những cái giai đoạn. Và với cái tâm gọi là Bồ Tát độ đời thì ông Thanh Sĩ đã từng lập cái nguyện rất là lớn: trong vạn niên huynh đệ, ông đã thệ nguyện luân lưu cứu thế. Xác này còn cũng vẫn tiến lên, xác dầu mắt cũng nguyền tái thế. Đến chừng nào ngục môn đều phế, không còn người tồi tệ mới thôi. Và trong lời dàn trong mộng, ông xác quyết là như là nguyện đem cái xác mọn này gánh đau sầu cứu mê say cho đời. Đến khi nào hết người khổ não, ta mới vui lòng đáo Tây Phan. Ngày nào còn kẻ khốn nàn, ta còn ở thế mở đàn từ bi. Và trong đâu là phàm thánh, ông cũng lập thệ: chừng nào được cứu an vạn vật, đây mới là chịu dứt chuyển luân. Còn khổ đau một kẻ trên trần, đây còn phải lao thân khắp chốn. Nguyện cứu thế dầu thân không đốn, cũng xem thường chẳng núng nao lòng. Thì qua các lời thệ nguyện cũng như là qua cuộc đời xả thân hoằng pháp của ông để nói lên là tâm Bồ Tát ông dũng mãnh như thế nào rồi đó quý vị. Có thể nói là một vị có thể là hoằng dương chánh pháp và là một đệ tử trung thành của Đức Thầy Đức Phật đã đem suối nguồn từ bi cứu độ nhân loại. Thì kính thưa quý vị, qua đây là những cái tuy là một cái đoạn hơi ngắn, nhưng ngài đã có thể biết được vì câu chuyện của bà Tư đó, thì chưa kịp nói ra thì ngài đã biết rồi, bởi vì ngài cũng là một vị đắc đạo.
Vì thế là khỏi cần nói là Ngài cũng biết là như thế nào. Vì thế là Ngài ứng khẩu nói lên cái bài rất là hay, và để khuyên cho bà để tu hành, và cũng như sẽ được cái phúc báo về sau, và cũng như có thể giảng sanh miền cực lạc để hưởng cái kiếp mà gọi là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành để mà tu hành tinh tấn thêm nữa. Thì con xin gọi là cảm ơn mọi người đã xem video này. Thì chúc cho quý vị chúng ta là thân tâm an lạc và đạo quả viên dung, vì tu hành đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.